con quân ốm đói đang chào đi ăn, đang nhắn tin cho ghệ. Chết cha, bây giờ là mà biết chết cha nó là ai à? Trời ơi, đi vô đi, ngồi cha mày bay xuống cho mày đắp, mày định đỡ xuống cái gì vậy? Đứng nhìn nhìn định đỡ xuống cái gì, ngồi nó bay xuống. Bay xuống chứ có cái gì đâu. Nắm tay, nắm tay. Lấy tiền. Trời ơi, ông không có ga ga lăng gì hết trơn. Ông phải đứng, ông nắm tay, ông lôi mới bả xuống rồi chứ. Rồi, trắng bây giờ. Rồi, cả nhà nhập đồng nha, chuẩn bị nha. Chụp đi, chụp ông luôn kìa.